Xin chào tất cả quý khách hàng. Mình đang ngồi trên chiếc xe Honda Civic. Thì chiếc xe này đã được chủ nhân mình nâng cấp lại cái phần nội thất bằng cách là lắp cái màn hình DVD Android với test S900. Khi mà lắp đặt S900 thì quý khách hàng mình sẽ sở hữu một cái cấu hình rất là mạnh mẽ, bao gồm là RAM 4GB, ROM 64GB cùng với cái màn hình IPS chống chói rất là sắc nét, và kết hợp với hệ thống âm thanh DSP 16 kênh nữa. Ngày hôm nay thì Minh sẽ giới thiệu thêm một cái phần đặc biệt hơn cho quý khách hàng mình tham khảo, đó chính là cái chức năng mình kiểm tra các thông tin phạt nguội của xe trên cái giấy test này. Đây có thể nói là một cái phần mềm độc quyền của giấy test, giúp chủ xe mình có thể dễ dàng tra cứu những cái thông tin phạt nguội và rất là thuận tiện và nhanh chóng. Thì sau đây mình sẽ thao tác để cho quý khách hàng mình hiểu rõ và mình có thể thực hiện trên cái đầu màn hình DVD của mình nhé. Và đây chính là cái giao diện chính khi mà quý khách hàng mình mở máy lên, thì cái màn hình giấy test nó sẽ hiện như thế này. Để mình tải cái phần mềm đó về thì quý khách hàng chỉ cần vào CH Play. Quý khách hàng mình nhấn cái chữ giấy test, thì hồi nãy mình đã nhấn sẵn rồi nên là nó có trên này. Và mình vào bất kỳ cái giấy test nào. Sau đó quý khách hàng mình kéo lên như vậy. Mình vào các mục khác của Hoàng Lộc 360 giấy test nè. Thì quý khách hàng mình sẽ thấy liền một cái phần mềm của nó hiện ra là tra cứu vi phạm giao thông. Mình bấm vào đây và mình tải về. Mình nhắc lại hai cái phần mềm của nó, đây là tra cứu vi phạm giao thông giấy test. Quý khách hàng mình chỉ cần bấm tải về thôi. Sau đó mình thoát ra cái màn hình bên ngoài và mình khiển bằng giọng nói với cái câu lệnh là tra cứu phạt nguội và cái biển số của mình. Và sau khi đã tải cái phần mềm đó về thì quý khách hàng mình có thể tra cứu thông tin phạt nguội vô cùng nhanh chóng và thuận tiện bằng cách là mình điều khiển bằng cái giọng nói với cái cú pháp là phạt nguội và biển số xe của mình. Bây giờ thì mình sẽ thử cho quý khách hàng mình xem ha. Mình sẽ nhấn cái vô lăng để mình khiển giọng nói. Phạt nguội 60A05819. Đây, khi quý khách hàng có thể nhìn thấy là nó sẽ hiện ra cái biển, cái thông báo như thế này cho mình, bao gồm cái biển số xe của mình đã tra cứu vào ngày mấy và cái thông tin là xe không bị phạt nguội. Một cái điều mà đặc biệt hơn nữa là quý khách hàng mình có thể tra cứu bất kỳ cái biển số xe nào ở trên cái app này. Bây giờ thì mình sẽ thử một cái bảng số xe nữa để cho quý khách hàng mình tham khảo. Rất là thuận tiện vì đôi khi là mình cũng không có thể nào mình lên mạng mình tra cứu hoặc là mình gọi điện thì nó rất là phức tạp. Khi mà đã lắp sẵn cái màn hình này rồi thì quý khách hàng mình có thể thuận tiện, nhanh chóng mình vào cái app và mình tra cứu thôi. Và bây giờ thì mình sẽ tra thử thêm một cái biển số nữa để cho quý khách hàng mình tham khảo ha. Mình sẽ vào cái khiển giấy test ở trên màn hình này. Phạt nguội 51H21343. Và quý khách hàng có thể thấy là nó vẫn hiện cái thông tin phạt nguội của cái biển số xe khác. Nhưng quý khách hàng thấy là nó vẫn hiện cái thông tin phạt nguội của cái biển số xe này. Vì vậy mà mình rất là dễ dàng, mình muốn tra cái thông tin của cái biển số nào cũng được cả. Đây là một cái app mới, một cái chức năng mới độc quyền trên giấy test. Và quý khách hàng mình có thể trải nghiệm cái tính năng này bằng cách là mình vào CH Play và mình tải cái app tra cứu thông tin này về nhé. Và trên đây là một clip ngắn mà Bika Auto muốn gửi đến tất cả quý khách hàng. Mình có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên dòng DVD của Z-Tech. Đến đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video clip lần sau.